Em chào tất cả mọi người nhé. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người cách làm chuột nhé. Thì nhiều bác hỏi em về cách làm chuột, cái cách thui chuột, thì hôm nay em sẽ làm cho mọi người xem nhé. Thì cái nước làm chuột này thì mọi người người ấy cho em và thử tay nó dao động vào tầm 7-5 độ là vừa nhé. 7-5 độ mình sờ vào nó không có độ bóng như mọi người nhé, không có độ rát tay. Thì cái nước này em sờ nó vẫn còn lạnh lạnh, em sẽ cho thêm ít nước nữa. Sao mình sờ tay làm sao nó vừa tay này. Thì cái nước làm chuột này, nếu mọi người mà muốn dùng được lâu ấy thì mọi người cho ít dầu rửa bát này. Dầu rửa bát này thì nó hãm được nước lâu. Thì bây giờ em bắt đầu làm cho mọi người xem. Chuột này là em bé răng mọi người, thế nên bắt không dám bắt nhiều sợ nó cắn. Mọi người trắng phớ
nước nó vừa thì nó không bị sát sát da mà vặt lông nó dễ cho mọi người. Con chuột nó bóng nhìn rất là đẹp. Đây mọi người nhìn đi, nhìn con chuột này. Nó trắng, nước nó vừa nó trắng luôn. Và đôi khi vặt những con chuột mà nó trắng thì nó phui nó màu nó sẽ đẹp hơn nhé. Cái màu nó vàng chóe luôn. Vợ em đang làm chuột đi. Chọc con giá đi. Chọc cả nhà nhé. Hôm nay em mới cho vợ em xuất hiện đi. Xinh quá. Thì em làm sạch như thế này rồi thì em bắt đầu em đi lau thật khô cho mọi người, lau khô, lấy giấy khô, lấy giấy khô lau. Mọi người cứ lau thật khô cho em nhé. Cái gì? Đi bố xong chuột bố lại đây. Đây mọi người. Thì bây giờ em bắt đầu phui nha mọi người nhé. Đây em lau khô rồi. Em bây giờ em lau khô rồi. Bây giờ em bắt đầu đi phui.
cơm thật đều như mọi người nhé. Quan trọng là đều đều rơm, nó sẽ làm đều cái quật. Cái quạt mình tính là đều tay quạt không cần chứng nhận. Đây mọi người xem này, chuột vàng ống nhé, con nào như con đấy. Đấy, bây giờ em bắt đầu thui cái phần bụng như mọi người nhé. Mọi người nhìn con chuột này, đấy. Chỉ còn phần bụng nữa là em xong. Cái phần bụng này thì mọi người rải móng rơm hơn nhé. Cái phần bụng này da chuột nó móng ra. Phần bụng này mọi người thui móng rơm. Đây là xong mẻ chuột của em, bóng lừ luôn mọi người. Con nào cũng như con đấy luôn. Đây mọi người, em hoàn thành xong cái mẻ chuột này.
Xin kết thúc video tại đây nhé. Nếu mọi người thấy video của em hay thì cho em xin một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Em xin chào tất cả mọi người.